Kinh văn: Ngã kim quán thử, giác tánh tự nhiên, phi sanh phi diệt. Diễn ly nhất thiết, hư vọng điên đảo. Tự phi nhân duyên, giữ bỉ tự nhiên, dân hà khai thị, bất nhập quần tà. Hoạch chân thật tâm, diệu giác minh tánh. Nay con quán sát kỹ, thấy tánh giác vốn tự nhiên, không sinh, không diệt, xa lìa mọi hư vọng điên đảo này. Dường như chẳng phải nhân duyên hoặc tự nhiên của ngoại đạo kia. Xin Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con làm sao để khỏi rơi vào tà kiến, đạt được tâm tánh chân thật, giác ngộ sáng suốt nhiệm màu. Giảng: Này con quán sát kỹ, thấy tánh giác này vốn tự nhiên. Con quán sát kỹ lưỡng tánh giác mà Thế Tôn nói như thể là tự nhiên ấy. Nó không sinh, không diệt, có phải đó là tự nhiên chăng? Nó xa lìa mọi hư vọng điên đảo. Nó xa rời hẳn mọi hiện tượng điên đảo và tâm điên đảo. Dường như chẳng phải nhân duyên hoặc tự nhiên của ngoại đạo kia. Đó như thể chẳng phải là nhân duyên và cũng khác với tự nhiên. Vậy thì nó lại có vẻ giống nhau. Đây là ý nghĩa của dường như giống dường như khác. Xin Thế Tôn chỉ dạy cho chúng con làm sao để khỏi rơi vào tà kiến. Bạch Đức Thế Tôn, xin Ngài chỉ dạy cho chúng con khỏi tin vào tà kiến kia. Tà kiến là chỉ cho hàng ngoại đạo. Đạt được tâm tánh chân thật, giác ngộ sáng suốt nhiệm màu. Làm sao để con nhận ra chân tâm của mình? Nguyện xin Đức Phật rủ lòng từ bi chỉ dạy cho con. Kinh văn: Phật cáo A Nan, ngã kim như thị, khai thị phương tiện, chân thật cáo nhữ, nhữ du dị ngộ hoặc di tự nhiên. Đức Phật bảo A Nan: Nay Như Lai dùng phương tiện chỉ dạy như vậy, chân thật dạy ông mà ông còn chưa ngộ, lầm cho là tự nhiên. Giảng: Đức Phật không nóng giận, nhưng có lẽ Đức Phật phải cau mày khi Ngài nói điều này, vì người đệ tử nhỏ của Ngài quá mê muội. Đức Phật bảo A Nan: Này Như Lai dùng phương tiện chỉ dạy như vậy, chân thật dạy ông. Như Lai đã giảng giải điều này và các khía cạnh khác của nó. Như Lai đã giảng giải đến 7 hoặc 8 lần rồi. Nay là lần thứ 9 trong 10 lần chỉ bài tánh thế mà ông vẫn chưa hiểu. Sao ông lại như vậy? Phương tiện có nghĩa là những pháp môn quyền xảo, không phải là thật pháp. Đó là những trường hợp quán sát căn cơ chúng sinh và vận dụng giáo pháp thích hợp để dạy cho họ. Đức Phật tìm xem nên dùng giáo lý nào để dạy cho A Nan. Rồi Ngài dùng pháp môn phương tiện quyền xảo khéo léo vi diệu, chẳng hạn như dùng vô số ví dụ khác nhau và nhiều cách để chỉ bài tánh thế như Ngài đã dùng và như cách Ngài gạn hỏi A Nan về tâm, mà ông còn chưa ngộ. Đức Phật rất hết lòng với A Nan khi Ngài nói như vậy. Rốt ráo những gì Như Lai đã nói với ông, toàn bộ những giáo lý Như Lai đã giảng giải mà ông vẫn không chịu lắng nghe, và ông vẫn chưa nhận ra được chút nào cả. Thay vì vậy, ông vẫn lầm cho là tự nhiên. Ông vẫn so sánh giáo lý mà Như Lai giảng giải cho ông với thuyết tự nhiên của ngoại đạo. Ông thật là sai lầm. Sao ông đần độn như vậy? Sao ông so sánh như vậy? Nó chẳng giống nhau chút nào cả. Kinh văn: A Nan, nhược tất tự nhiên, tự tu chân minh, hữu tự nhiên thể. A Nan, nếu chắc là tự nhiên thì cần phải xét rõ có cái thể tự nhiên chăng? Giảng: A Nan, Như Lai sẽ giải thích cho ông. Nếu chắc là tự nhiên, nếu ông nhất định cho rằng giáo lý mà Như Lai giảng giải giống như thuyết tự nhiên của ngoại đạo,
thì cần phải xét rõ có cái thể tự nhiên chăng. Nay chúng ta sẽ khảo sát thuyết thuật ngữ này và làm cho nó sáng tỏ và vạch rõ ra. Chẳng hạn, họ nói rằng tự nhiên ấy có thể tính. Thế thì ai tạo ra sông? Sông tự nhiên mà có, vậy sông vốn đã có sẵn đó rồi. Ai tạo ra biển? Họ nói rằng biển tự nhiên mà có, vậy biển vốn đã có sẵn đó rồi. Thế thì biển là bản tính của tự nhiên, vậy là nó vẫn có một thể tính. Họ nói rằng ai đắp thành núi? Chẳng có ai đắp thành núi cả, vậy là núi tự nhiên có, vậy là vốn có một thể tính của núi. Thể tính của núi là thể tính tự nhiên. Vậy nay đâu là thể tính của Phật Pháp? Nói mau. Kinh văn: Nhữ thả quán thử, diệu minh kiến trung, dĩ hạ di tự. Tử kiến di phục, dĩ minh di tự, dĩ ám di tự. Dĩ không di tự, dĩ tắc di tự. Ông hãy quán sát trong tánh thế sáng suốt nhiệm màu này, lấy gì làm tự thể? Tánh thế này lấy sáng làm tự thể hay lấy tối làm tự thể? Lấy không làm tự thể hay lấy ngăn bích làm tự thể? Giảng: Ông vẫn chưa hiểu được nên Như Lai sẽ giải thích rõ hơn cho ông. Hãy lắng nghe. Đức Phật trình bày lập luận khác để chỉ bày cho A Nan thấy rằng đó là sự sai khác trong mọi cái thế thông thường. Ông hãy quán sát trong tánh thế sáng suốt nhiệm màu này, lấy gì làm tự thể? Hãy dùng tâm của ông quán sát một lần nữa. Có tự thể trong tánh thế giác ngộ sáng suốt nhiệm màu không? Bản thể tánh thế của ông là gì? Ông bảo tánh thế là tự nhiên. Nếu tánh thế là tự nhiên thì nó ắt phải có thể tính. Thế bản thể của tánh thế là gì? Nói nhanh. Tánh thế này lấy sáng làm tự thể. Có phải tánh thế nhận sáng làm tự thể hay không? Hay lấy tối làm tự thể? Có phải cái tối tạo nên tự thể của tánh thế hay không? Lấy không làm tự thể. Có phải tánh thế nhận không làm tự thể hay chăng? Hay lấy ngăn bích làm tự thể? Có phải sắc chất tạo nên tự thể của tánh thế hay không? Nói nhanh. Bây giờ Đức Phật gạn hỏi A Nan, A Nan mới chịu quay trở lại. Nhưng trước khi A Nan trả lời, Đức Phật lại đưa ra ngay lời phản bác của chính ngài. Kinh văn: A Nan, nhược minh di tự, ưng bất kiến ám. Nhược phục dĩ không, di tự thể giả, ưng bất kiến tắc. Như thị nại chí, chư ám đẳng tướng, dĩ di tự giả. Tắc ư minh thời, kiến tánh đoạn diệt, dân hạ kiến minh. A Nan, nếu lấy sáng làm tự thể, thì đáng lẽ khi tối đến chẳng thấy tối. Nếu lấy không làm tự thể, thì đáng lẽ chẳng thấy ngăn bích. Như thế cho đến lấy các tướng tối làm tự thể, thì khi sáng, tánh thế phải diệt mất. Làm sao thấy được sáng? Giảng: Đức Phật giảng giải cho A Nan sâu hơn một chút. A Nan, nếu lấy sáng làm tự thể, thì đáng lẽ khi tối đến chẳng thấy tối. Nếu ông lấy sáng làm thể tính của tự nhiên, và nếu ông cho rằng tánh thế cũng là tự nhiên, thì khi tối đến, lẽ ra ánh sáng phải tắt đi và biến mất hẳn, nghĩa là ánh sáng không xuất hiện nữa. Vậy nên ông không còn thấy tối nữa. Lại nữa, ông nói rằng sáng là tự thể, thế tại sao lại thấy được khi tối đến? Nếu lấy không làm tự thể, thì đáng lẽ chẳng thấy ngăn bích. Ngăn bích có nghĩa là nơi mà không nhìn xuyên qua được. Nếu ông lấy không làm tự thể của tánh thế, thì tánh thế của ông phải biến mất khi ông đối diện với vật ngăn bích. Nếu chẳng có rỗng không, thì tự thể ấy không còn. Như thế, cho đến lấy các tướng tối làm tự thể,
thì khi sáng, tánh thấy phải diệt mất, làm sao thấy được sáng? Đạo lý này chặt chẽ trong mọi trường hợp, tánh thấy lẽ ra bị diệt mất khi sáng đến. Cho nên nói rằng, tối là tự thể cũng là sai lầm. Kinh văn A Nan ngôn: Tất tử diệu kiến, tánh phi tự nhiên. Ngã kim phát minh, thị nhân duyên sinh. Tâm du vị minh, tư tuân như lai. Thị nghĩa dân hà, hợp nhân duyên tánh. A Nan thưa: Tánh thấy nhiệm màu này chắc chẳng phải tự nhiên. Nay con phát minh là do nhân duyên sinh, nhưng tâm vẫn còn chưa rõ. Xin hỏi Đức Như Lai, nghĩa ấy như thế nào mới hợp với tánh nhân duyên? Giảng: Trước đây A Nan đã nói rằng tánh thấy chẳng phải là nhân duyên. Nay A Nan nói rằng đó là nhân duyên. A Nan cũng thay đổi bất thường. A Nan thưa: Tánh thấy nhiệm màu này chắc chẳng phải tự nhiên. Chắc hẳn như vậy. Như Thế Tôn nói, tánh thấy vi diệu nhiệm màu, thấy được mọi vật chẳng phải là tự nhiên, vì nó không có thể tính. Nay con phát minh là do nhân duyên sinh. Bây giờ A Nan không nói tự mình xem xét nữa, mà nói là do tự mình phát minh. Nhưng tâm vẫn còn chưa rõ. Con nghĩ rằng tánh thấy do tự nhân duyên sinh, nhưng rồi lại thấy dường như nó không tương ưng với đạo lý này. Như thể chẳng hề có cái như vậy. Đó là những gì con suy nghĩ, nhưng tâm con hoàn toàn không rõ ràng về chuyện ấy. Quý vị nghĩ thế nào về A Nan? A Nan vẫn chưa hiểu, nhưng A Nan vẫn cố bám vào ý riêng của mình. Nay A Nan đang cố bám vào chiếc mũ nhân duyên. Xin hỏi Đức Như Lai, nghĩa ấy như thế nào mới hợp với tánh nhân duyên? Bạch Thế Tôn, giáo lý này nên được giải thích như thế nào? Làm sao để nó tương ưng với tánh nhân duyên? Nguyện xin Thế Tôn giảng giải cho con. Bây giờ không phải Đức Phật là người nói tánh thấy là do nhân duyên sinh, mà chính A Nan là người nói điều ấy. Và chính A Nan vẫn chưa hiểu được. A Nan mong Đức Phật giảng giải điều ấy. Cơ bản là những gì A Nan nói đều thiếu đạo lý. A Nan không hiểu được giáo lý. Ban đầu A Nan nói tánh thấy là tự nhiên, rồi nay nói tánh thấy là tự nhiên sinh. Nói thế là do vì A Nan không hiểu được giáo lý ra sao. A Nan đang mong có ai giảng rõ điều ấy. Gặp người như A Nan thật dễ nhức đầu. Kinh văn: Phật ngôn, nhữ ngôn nhân duyên, ngô phục vấn nhữ. Nhữ kim nhân kiến, kiến tánh hiện tiền. Tử kiến di phục, nhân minh hữu kiến, nhân ám hữu kiến. Nhân không hữu kiến, nhân tắc hữu kiến. Đức Phật bảo: Ông nói nhân duyên, Như Lai lại hỏi ông. Nay ông nhân thấy, tánh thấy hiện tiền. Vậy cái thấy này, nhân nơi sáng mà có thấy, hay nhân nơi tối mà có thấy? Nhân nơi hư không mà có thấy, hay nhân nơi ngăn bích mà có thấy? Giảng: Đức Phật bảo, ông nói nhân duyên. Ông mong Như Lai giải thích cho ông biết làm sao để nó khế hợp với tánh nhân duyên. Nhưng chính ông là người nói rằng tánh thấy là nhân duyên sinh. Được rồi, Như Lai sẽ giảng giải về nhân duyên cho ông rõ. Nhưng trước hết, Như Lai muốn hỏi ông một số vấn đề. Như Lai lại hỏi ông, nay ông nhân thấy, tánh thấy hiện tiền. Tánh thấy đang hiện hữu trước mắt ông. Vậy cái thấy này nhân nơi sáng mà có thấy, hay nhân nơi tối mà có thấy? Nhân nơi hư không mà có thấy, hay nhân nơi ngăn bích mà có thấy? Cuối cùng, làm thế nào mà tánh thấy của ông hiện hữu? Đức Phật thực sự là đấng đại từ, đại bi. Ngài thách thức với những ai vẫn giữ cái đầu đặt cứng. Cứ nói lui, nói tới, rồi nói vòng vo,
và với lòng từ bi vô cùng tận, Ngài vẫn giảng giải cho A Nan. Có lẽ trong trường hợp này, Đức Phật đã quá nuông chiều A Nan. A Nan là em họ thân yêu của Đức Phật. A Nan có thói quen được nói và làm những gì mình thích. A Nan giống như những đệ tử của tôi hiện nay, không biết sợ sư phụ của mình. Họ dám nói mọi điều, ngay cả trước mặt sư phụ mình. Khi tôi còn ở Hồng Kông, đệ tử tôi không dám mở miệng khi họ ở quanh tôi. Họ rất sợ tôi. Đệ tử người Mỹ các ông không biết sợ thầy. Và tôi cũng không muốn khiến các ông sợ tôi. Nên bây giờ là tốt, ok. Kinh văn. A Nan nhược nhân minh hữu, ưng bất kiến ám. Như nhân ám hữu, ưng bất kiến minh. Như thị nại chí, nhân không nhân tắc, đồng ư minh ám. A Nan, nếu nhân nơi sáng mà có thì đáng lẽ chẳng thấy được tối. Nếu nhân nơi tối mà có thì đáng lẽ chẳng thấy được sáng. Như thế cho đến nhân nơi hư không, nhân nơi ngăn bích cũng đồng như sáng và tối. Giảng. A Nan, ông nên biết rằng Như Lai đã giải thích giáo lý giống nhau này nhiều lần rồi. Nay Như Lai sẽ giảng giải một lần nữa cho ông. A Nan, nếu nhân nơi sáng mà có, nếu ông nói rằng tánh thế hiện hữu do nơi sáng, thì đáng lẽ chẳng thấy được tối. Khi tối, lẽ ra ông không thấy được tối. Nếu nhân nơi tối mà có, thì đáng lẽ chẳng thấy được sáng. Nếu ông nói, à, chẳng phải tánh thế là do gì có sáng, mà do gì tối. Tánh thế có là do tối. Thế thì khi sáng, tánh thế của ông phải biến mất. Sao vậy? Ông nương nhờ tối mới thấy được. Nay cái tối ấy đã biến mất, nên tánh thế của ông cũng biến mất luôn. Lý lẽ tương tự cũng được áp dụng cho các trường hợp khác. Như thế cho đến nhân nơi hư không, nhân nơi ngăn bích cũng đồng như sáng và tối. Nếu nhờ vào hư không mà có tánh thế, thì nơi nào có ngăn bích thì tánh thế phải biến mất. Nếu nhờ vào ngăn bích mà có tánh thế, thì nơi nào có hư không thì tánh thế phải biến mất. Nhưng đó không phải là cách đối với quý vị. Khi sáng quý vị thấy được, khi tối quý vị vẫn thấy được. Nơi hư không quý vị thấy được, nơi ngăn bích quý vị cũng thấy được. Tại sao ông có ý kiến rằng tánh thế nương vào nhân duyên là đúng? Kinh văn. Phục thứ A Nan, thử kiến hữu phục, duyên minh hữu kiến, duyên ám hữu kiến, duyên không hữu kiến, duyên tắc hữu kiến. Lại nữa A Nan, cái thế này là duyên nơi sáng mà có thế, hay duyên nơi tối mà có thế? Duyên nơi hư không mà có thế, hay duyên nơi ngăn bích mà có thế? Giảng. Trước đây Như Lai đã nói về nhân, nay Như Lai sẽ hỏi ông về duyên. Như Lai sẽ giảng giải rõ hơn một chút cho ông. Quý vị có thấy Như Lai từ bi như thế nào không? Ngài thấy A Nan vẫn đứng trơ hai con mắt ra nhìn, A Nan vẫn chưa hiểu. Thế nên Như Lai giảng giải thêm một lần nữa. Lại nữa A Nan, cái thế này là duyên nơi sáng mà có thế, hay duyên nơi tối mà có thế? Cái thế nương theo sáng hay nương theo tối? Duyên nơi hư không mà có thế, hay duyên nơi ngăn bích mà có thế? Có phải do nơi nhân duyên của hư không mà có tánh thế, hay do nơi nhân duyên của ngăn bích mà có tánh thế? Kinh văn. A Nan, nhược duyên không hữu, ưng bất kiến tắc. Nhược duyên tắc hữu, ưng bất kiến không. Như thị nại chí, duyên minh duyên ám, đồng ư không tắc. A Nan, nếu duyên nơi hư không mà có, lẽ ra không thấy chỗ bích lấp. Nếu duyên nơi bích lấp mà có, lẽ ra không thấy hư không. Như thế cho đến duyên nơi sáng, duyên nơi tối cũng đồng như hư không và bích lấp.
giảng: A Nan, nếu duyên nơi hư không mà có, nếu nhờ vào hư không mà có tánh thấy, thì lẽ ra không thấy chỗ bên lấp. Đạo lý ở đây cũng giống như đã giảng giải trên kia, nhưng vì lòng từ bi của Như Lai mà Ngài giải thích rất chi tiết, không ngại phiền hà. Nếu duyên nơi bích lấp mà có, nếu nhờ vào bích lấp mà có tánh thế, lẽ ra không thấy hư không. Như thế, cho đến duyên nơi sáng, duyên nơi tối cũng đồng như hư không và bích lấp. Lý luận về tánh thế hiện hữu do duyên nơi sáng hoặc duyên nơi tối đều giống như lý luận về tánh thế hiện hữu do duyên nơi hư không hoặc duyên nơi bích lấp. Kinh văn: Đương tri như thị tinh giác, diệu minh phi nhân phi duyên, diệt phi tự nhiên. Phải biết tánh thế sáng suốt nhiệm màu này chẳng phải nhân, chẳng phải duyên, chẳng phải tự nhiên, chẳng phải không tự nhiên. Giảng: Nay một lần nữa Đức Phật lại khuấy động A Nan từ trong mê muội của ông. Phải biết, đừng tiếp tục mê muội nữa. Tánh thế sáng suốt nhiệm màu này, tánh thế chẳng phải nhân, chẳng phải duyên. Nó chẳng phải nhân, chẳng phải duyên, và nó chẳng phải tự nhiên. Này ông hiểu không? Kinh văn: Phi bất tự nhiên, vô phi bất phi, vô thị phi thị. Chẳng phải không tự nhiên, không có cái chẳng phải phi, và chẳng chẳng phải bất phi, không có cái phải thị, và chẳng phải phi thị. Giảng: Đó là cái siêu việt mọi đối đãi, mọi so sánh, mọi thiên chấp. Chẳng phải không tự nhiên. Bây giờ không thể nói chắc chắn rằng tánh thế sinh khởi tự nhiên. Hai lần phủ định có nghĩa là ngay cả không tự nhiên cũng chẳng có luôn. Không có cái chẳng phải phi, và chẳng chẳng phải bất phi. Chẳng có sự phủ định và cũng chẳng có cái không phủ định. Không có cái chẳng phải và không có cả cái chẳng chẳng phải. Không có cái phải thị và chẳng phải phi thị. Chẳng có gì là đúng hoặc sai. Quý vị không nên dùng vọng tâm để đo lường phân biệt. Một khi quý vị nghĩ về phải, thị và chẳng phải, phi thị, là quý vị đã bỏ mất đạo lý về tánh thế. Thế đó là cái gì? Kinh văn: Ly nhất thiết tướng, tức nhất thiết pháp. Lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Giảng: Nếu quý vị xa lìa được hết thảy mọi thứ hư vọng, thì đó chính là pháp chân thật. Đừng dụng công tu tập trên tính hư vọng của các pháp. Lìa tất cả tướng, tức tất cả pháp. Nếu quý vị có thể xa lìa được hết thảy mọi thứ hư vọng, thì đó chính là tánh thế chân thật của quý vị. Đó chính là pháp vi diệu chân thật. Những tướng hư vọng ấy là gì? Nó là những tướng biểu hiện của vọng tưởng. Xa lìa mọi vọng tưởng, tức đó là diệu pháp chân như. Nếu quý vị không tự mình xa lìa hết thảy mọi thứ vọng tưởng, thì không thể nào thể nhập được cùng diệu pháp chân như. Kinh văn: Nhữ kim dân hà, ư trung thú tâm, dĩ chư thế gian, hí luận danh tướng, nhi đắc phân biệt. Như dĩ thủ trưởng, toát ma hư không, chỉ ít tự lao. Hư không dân hà, tùy nhữ chấp tróc. Này ông sao ở trong chỗ bỏ mất bản tâm, nhận các danh tướng hí luận thế gian mà vọng khởi phân biệt. Như lấy tay chụp bắt hư không, chỉ thêm tự nhọc. Hư không làm sao để ông bắt được? Giảng: Thế Tôn tiếp tục nói với A Nan: Nay ông sao còn ở trong ấy nhận lầm các danh tướng hí luận thế gian mà vọng khởi phân biệt? Tại sao ông vẫn ở trong vọng tưởng và dùng thức tâm phân biệt
sao ông vẫn cứ nương vào vọng tưởng mà dụng công tu tập? Lý thuyết thế gian về tự nhiên, nhân duyên đều là ngụy biện, là nhạy bén và hí luận về những điều không thực tế. Ông dùng thuật ngữ và đặc điểm hí luận là để phân biệt với diệu pháp của Như Lai, là để phân biệt với đại định di diệu Thủ Lăng Nghiêm. Sao ông làm như vậy? Như lấy tay chụp bắt hư không, dùng tâm vọng tưởng, dùng tức tâm phân biệt để đo lường đại định di diệu Thủ Lăng Nghiêm thì cũng giống như dùng tay nắm bắt hư không. Làm sao nắm giữ hư không được? Ông hãy hỏi đứa trẻ con thử xem con nắm bắt được hư không chăng? Ngay đứa trẻ cũng nói là không thể nào nắm bắt hư không được. Những điều ông đang làm hiện nay là nắm bắt hư không. Cũng như trước đây, thiền sư Đặng Ẩn Phong có nói: trước tiên hãy bắt cho được hư không, rồi mới bắt được Đặng Ẩn Phong này. Sư nói như vậy với một con ma muốn bắt sư. Trước khi để cho ma bắt, sư đấu lý với nó. Sư bảo: đợi ta một chút được chăng? Ta có chút việc nhỏ chưa làm xong. Khi nào xong việc, ta sẽ theo ngươi đi gặp Diêm Vương. Đặng Ẩn Phong là ai? Là một thiền sư có định lực rất cao. Khi sư đang ở trong định, thì quỷ thần không thể thấy được sư. Nhưng sư có thể thấy được quỷ thần khi sư xuất định. Lúc ấy, quỷ vô thường đến thăm sư. Quỷ vô thường là gì? Khi quý vị sắp đến giờ lâm chung, quỷ vô thường là bạn đồng hành đến để đưa quý vị đi gặp Diêm Vương. Ngài bạn đồng hành ấy đến bắt Đặng Ẩn Phong và nói rằng: mạng sống của ông hết rồi, hãy đi gặp Diêm Vương với tôi. Rồi nó còng tay bằng xích sắt Đặng Ẩn Phong lại. Đặng Ẩn Phong nói với quỷ: nè ông bạn, đừng có vô lễ như vậy. Ta vẫn còn một việc chưa làm xong, khi nào xong rồi ta sẽ đi với ngươi. Quỷ vô thường suy nghĩ: ngươi cố cưỡng lại lệnh Diêm Vương. Được rồi, lịch sự với nhà ngươi một chút cũng chẳng sao. Nên quỷ nói: ông có việc gì chưa xong nào? Đặng Ẩn Phong liền xếp chân ngồi thiền theo thế kiết già. Ngay đó sư liền nhập vào đại định. Định mà sư nhập vào là vô tướng tam muội. Trước khi vào định, sư nói: hãy đi mà bắt hư không, rồi mới đem Đặng Ẩn Phong này theo được. Sư nói với quỷ vô thường tiếp: nếu người bắt được hư không, thì hãy trở lại đây, đưa ta đi gặp Diêm Vương. Một khi sư đã nhập định rồi, thì quỷ vô thường không còn cách nào bắt sư được nữa. Nên quý vị phải biết rằng, định lực cực kỳ quan trọng. Định lực có nghĩa là không bị vật xoay chuyển. Trong kinh văn trước đã có nói: nếu chuyển được vật, tức đồng Như Lai. Tu tập đạt được định lực cũng như vậy. Tôi sẽ giải thích đạo lý này cho quý vị biết, đó là điều chân thật chứ không phải là chuyện đùa. Nếu là người có định lực, thì khi thấy phụ nữ, bất luận cô ta đẹp đến cỡ nào, thì anh ta vẫn kiềm chế được tâm mình. Anh ta không móng khởi dục vọng. Đó là định lực. Nếu khi vừa thấy phụ nữ mà quý vị trở nên loạn choạng chao đảo và thấy như có bàn tay chặn ngang họng, thì đó là không có định lực. Quý vị có thể đảo ngược chủ ngữ trong câu văn, có nghĩa là tương tự như khi phụ nữ gặp đàn ông. Quý vị phải giữ trạng thái như như bất động. Và nếu quý vị có thể giữ mình không bị xoay chuyển bởi dục vọng, thì quý vị có được định lực. Đó mới chỉ là bước đầu tiên. Bước đầu tiên là đạt được năng lực không bị xoay chuyển bởi dục vọng. Thế nên thấy đồng nghĩa với không thấy. Quý vị đối đầu với hoàn cảnh mà không móng tâm. Quý vị nếm mùi chịu đựng mà vẫn không động tâm. Đó là định lực. Quý vị có thể đo lường định lực của mình đến đâu. Chẳng hạn, nếu quý vị giữ được tâm bất động, không khởi ham muốn dục vọng nam nữ trong tâm, thế là quý vị đã có chút ít định lực. Xa hơn, nếu quý vị có thể giữ không sinh khởi chút rắc rối nào khi đi với bạn gái mình, thì đó là công phu chân chính. Nhưng công phu này
không thể dễ đạt được. Nếu quý vị đạt được định lực ấy, có nghĩa là quý vị có khả năng tu tập và đạt được thân kim cương bất hoại. Nếu quý vị thiếu định lực ấy thì phải làm gì? Là đừng bao giờ thỏa mãn với hoàn cảnh hạn hẹp này, rồi nói: tôi chẳng cần định lực ấy nhiều như thế đâu, tôi chẳng cần tu, tôi chịu thua thôi. Thật là uổng công, quý vị chỉ chuốc lấy sự thất bại thôi. Quý vị càng có ít định lực thì càng phải tu tập nhiều. Chẳng hạn, tôi ngồi thiền là thấy đau nhất, càng đau tôi càng muốn ngồi thiền. Tôi phải tự nỗ lực làm những việc khó làm, đó cũng là định lực. Chỉ thêm tự nhọc, Đức Phật bảo A Nan rằng: dùng tâm thức để phát minh những hí luận về tánh thế, cũng như cố gắng nắm bắt hư không. Những gì ông làm đều là lao nhọc vô ích. Ông tự làm mình mòn mỏi và cạn kiệt sinh lực, ông tự phí sức mình. Rốt ráo, nếu ông tiếp tục sờ soạn hư không bằng tay mình, tay ông có tránh khỏi bị mỏi không? Cuối cùng, tay ông sẽ nhức mỏi và sẽ bắt đầu chuyển từ tình trạng đau nhức sang kiệt sức. Ông vật lộn chụp bắt hư không, nhưng không thể nào nắm bắt được hư không. Ông chụp bắt mà không có được gì cả. Ông lại chụp bắt và lại không có được gì cả. Cũng giống như không có việc gì để làm và đi tìm xem có việc gì để làm. Và đó là cách A Nan đang làm. A Nan không có việc gì để làm cả. Có lẽ đó là trường hợp của một vị tăng ăn no rồi không biết làm việc gì nên bắt đầu chụp bắt lấy hư không. Hư không làm sao để ông bắt được? Làm sao mà hư không lại để cho ông nắm bắt được? Hư không cơ bản vốn là hư không, làm sao ông bắt được nó? Nếu nó có cái gì đó để ông nắm bắt được thì nó không phải là hư không. Nó phải là vật thì ông mới có thể bắt được nó. Chẳng hạn cái tách này, vì nó là cái tách nên tôi có thể cầm lấy nó. Nếu cái tách không có ở kia thì không thể nào cầm nắm rồi đưa tách lên xuống và sẽ không có chuyện gì hết cả. Thế nên Đức Phật ví A Nan, người chuyên công phu tu tập bằng thức tâm phân biệt, với những người chụp bắt hư không. Đạo lý này giống nhau. Quý vị chỉ tăng thêm nhọc mệt, chẳng có chút lợi lạc chút nào cho bản tâm cả.